Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý ông bà chị em, quý con cái Chúa ở trong hội thánh, một buổi chiều phước hạnh ở trong danh Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta được thờ phượng Ngài trong hội thánh của Chúa buổi chiều nay. Và chúng ta biết rằng là một ngày trong nhà Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Và khi chúng ta ở trong nhà của Đức Chúa Trời thì linh hồn của chúng ta luôn được phước, được no thỏa qua lời của Chúa và qua sự hiện diện của Ngài khi chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta đừng bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng mà chúng ta cần phải khuyên bảo nhau để chúng ta luôn trung tín ở trong sự nhóm lại, bởi vì ngày của Chúa đã gần rồi. Chúng ta cần phải khuyên bảo nhau để chúng ta không có ngủ quên trong thuộc linh của chúng ta, bởi vì tôi nhìn thấy rằng thế giới ngày hôm nay đang tiến gần đến cái mốc của sự kiện rất là quan trọng, đó là Chúa Giêsu Christ Ngài sẽ tái lâm để đón rước hội thánh của Chúa. Buổi chiều nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về một chủ đề, đó là những tội lỗi ngăn trở một đời sống phước hạnh. Thưa quý bà chị em, là con cái Chúa, chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa đời sống của mình, thì tội lỗi của chúng ta được tha, linh hồn của chúng ta được cứu. Và sau khi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa đời sống của mình, thì chúng ta có một giá chuộc để chúng ta được tha thứ tất cả mọi tội lỗi, đó là huyết của Chúa Giêsu Christ làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà là người tin Chúa thì chúng ta thấy rằng đời sống của chúng ta vẫn có những yếu đuối, có những tội lỗi, đúng không quý mài chen? Có phải tin Chúa rồi là chúng ta trở thành một vị thánh và chúng ta không bị cám dỗ, không có phạm tội nữa? Nhưng mà chúng ta vẫn nhận thấy rằng là trong chúng ta có một cái tôi của xác thịt, nó thiên hướng về tội lỗi. Như Phaolô đã nói rằng là tôi muốn làm điều lành nhưng mà điều dữ nó cứ dính dấp theo tôi. Và là con cái Chúa, chúng ta vẫn đối diện với lại những cám dỗ tội lỗi, và đôi khi chúng ta không chiến thắng được tội lỗi và chúng ta sa ngã vào trong tội lỗi. Thì nếu chúng ta chiến thắng được tội lỗi thì chúng ta sẽ nhận được mọi phước hạnh của Chúa. Nhưng giả sử nếu chúng ta không chiến thắng được tội lỗi và chúng ta rớt vào trong cái bẫy cám dỗ của tội lỗi thì chúng ta phải làm sao quý mài chen? Chúng ta phải ăn năn trở lại với Chúa, đúng không ạ? Ở trong Giăng Nhất đoạn 1 câu 9 chép rằng là còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội chúng ta và làm cho chúng ta được sạch mọi điều gian ác. Vậy thì chúng ta thấy rằng là tội lỗi là một nan đề mà Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn mong muốn giải quyết cho con cái của Chúa, để chúng ta sống một đời sống tinh sạch, công chính, ngay thẳng, đẹp lòng Chúa, và chúng ta sẽ nhận được phước ở trong một đời sống công chính, ngay thẳng đó. Tôi quan sát và thấy rằng có những con cái Chúa họ tin Chúa một thời gian ngắn thì họ được phước và được thay đổi và đổi đời 180 độ. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó cũng có những con cái Chúa họ tin Chúa từ năm này qua năm khác, từ xa xưa rồi, nhưng mà họ vẫn cứ nghèo thiếu, họ vẫn cứ sống một đời sống lấy lất và phải lê lết bước đi theo Chúa. Và tôi đã nhìn thấy có những cuộc đời như vậy, và tôi mong muốn rằng trong hội thánh của mình không có những cuộc đời như vậy. Và trong những ngày qua thì Chúa Ngài nói với tôi rằng con cần phải chia sẻ những bài giảng để thay đổi bài chiên của Chúa, để không có tình trạng đó là cứ năm này qua năm khác mà mình không thấy phước của Chúa đâu hết. Giống như mình nuôi con mà con mình nó không có lớn, đúng không? 5-10 năm rồi mà nó không biết đi, hoặc là 20 năm rồi mà nó không có biết làm toán cộng trừ nhân chia một cách đơn giản, thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái điều đáng báo động chứ không phải là một cái sự vui mừng gì đâu. Trong thuộc linh, Đức Chúa Trời Ngài mong muốn chúng ta có một sự tăng trưởng từ trong thuộc linh, và nó sẽ kéo theo cái sự tăng trưởng về thực thể, đúng không quý vị? Chúng ta nhìn thấy cuộc đời của Abraham, Isaac, Jacob, những con người đó khi họ bước đi theo Chúa, họ lúc ban đầu chỉ có một số ít của cải thôi, một số ít súc vật thôi, nhưng mà khi mà càng đi theo Chúa thì của cải, bạc vàng và bầy chiên, bầy bò, bầy lừa, bầy súc vật nó gia tăng lên khủng khiếp. Và dân Israel họ cực thịnh ở trong thời điểm của Joseph,
Joseph khi làm tể tướng trên cả thế giới, thì lúc bấy giờ dân Israel trở thành một dân tộc rất là cường thịnh. Và khi ở tại Ai Cập thì họ bắt đầu họ sinh sôi nảy nở ra đông đúc và trở thành một dân mà đến nỗi mà dân Ai Cập cũng sợ dân Israel, và họ phải dùng mưu kế để mà tiêu diệt dân Israel, bắt dân Israel phải làm sâu dịch và phục dịch để mà dân Israel không thể gọi là mạnh hơn dân Ai Cập được. Vậy thì mình thấy rằng là ý muốn của Chúa đó là muốn cho dân của Chúa càng ngày càng cường thịnh hơn, càng cường thịnh về mặt số lượng và cũng như về mặt chất lượng. Nếu mình tin Chúa mà nhiều năm nay nhưng mà không thấy phước hạnh, hoặc là thấy gia đình của mình được phước, quý mài cha em ơi, tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy tra xét lại đời sống của chúng ta, có cái điều gì nó ngăn trở phước hạnh của Chúa hay không. Và một trong những cái nguyên nhân chính khiến cho đời sống không được phước hạnh đó chính là những tội lỗi. Tội lỗi nó giống như là những cái khối u ung thư ở trong con người, và nó cần phải được nhổ bỏ ra khỏi chúng ta càng sớm càng tốt, trước khi mà nó hủy hoại cuộc đời của chúng ta. Có những tà linh của ma quỷ, nó nhân cớ tội lỗi, nó đi vào trong một người và nó sẽ hủy hoại cuộc đời của người đó, từ thanh danh sự nghiệp cho đến sức khỏe, tài chánh, hôn nhân gia đình, rồi hủy hoại luôn cả con cái của người đó, nếu người đó không chịu ăn năn và trở lại nhờ cậy Chúa hết lòng. Ở trong lời của Chúa, Ê-sai đoạn số 59 câu 1 cho đến câu 2, lời của Chúa nói thế này: Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Chúa nói rằng là có những khi mà con cái Chúa kêu gào: Chúa ơi, xin hãy cứu con, xin hãy cứu con, nhưng mà Chúa Ngài không cứu được. Và người ta nghĩ rằng là chắc là lỗ tai của Chúa bị nặng, hoặc là tay của Chúa không thể là cứu họ được bởi vì tay của Chúa ngắn quá. Nhưng mà Chúa Ngài cho chúng ta thấy được cái thực trạng thật sự. Tại sao mà Chúa không thể cứu được họ? Là bởi vì cớ cái sự gian ác nó làm cho chính họ bị xa cách với Đức Chúa Trời. Giê-rê-mi đoạn 5 câu 25 chép rằng là sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi, tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước. Lời của Chúa nói rõ ràng là tội lỗi của chính mình ngăn trở chính mình được phước. Vậy thì buổi chiều nay chúng ta sẽ xem xét ở trong ánh sáng của lời Chúa để xem những cái tội lỗi nào khiến cho đời sống của một con cái Chúa theo Chúa từ năm này qua năm khác mài mòn ghế nhà thờ nhưng mà vẫn không thể được phước. Và tôi chia sẻ điều này không nhằm để lên án hoặc là chỉ trích quý vị hoặc là chỉ trích một ai đó, nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa ở trong một thái độ của sự khiêm nhường, để chúng ta sẽ nhìn thấy được chính mình qua lăng kính của Kinh Thánh, và chúng ta sẽ được thay đổi, chúng ta hạ mình xuống ăn năn, xin Chúa thương xót và giải cứu con ra khỏi những cái quyền lực của tà linh ma quỷ, mà qua những cái tội lỗi này nó khiến cho đời sống của chúng ta ngóc đầu lên không nổi quý bà cha. Có những gia đình mà tin Chúa từ đời cách đây 100 năm về trước, cứ nghèo thiếu từ ông cố rồi ông nội rồi tới cha rồi tới lượt mình vẫn cứ nghèo, tự hào rằng tôi là một trong những người tin Chúa đầu tiên của Việt Nam nhưng mà không được phước. Vậy thì buổi chiều nay chúng ta sẽ xem xét những cái tội lỗi này là tội lỗi gì. Vào năm 604 sau Công nguyên thì Đức Giáo hoàng Gregorio, ông đã xếp những cái tội lỗi trọng thành 7 loại, tương ứng với tên của 7 con quỷ đầu sỏ trong địa ngục, đối nghịch lại với tên của 7 tổng lãnh thiên thần ở trên thiên đàng. Và theo như truyền thống của Thiên Chúa giáo cho rằng là những cái tội lỗi này được sắp xếp là do các giáo phụ sơ khai thực hiện. Giáo phụ tức là những người họ là đồ đệ của những sứ đồ. Tôi ví dụ như là Timôthê cũng là một giáo phụ, Tít cũng là một giáo phụ bởi vì họ là những môn đồ của sứ đồ Phaolô. Vậy thì trong vòng các giáo phụ thời xưa họ có lưu truyền với nhau nội bộ về những cái tội lỗi, nó là những cái tội lỗi quan trọng khiến cho một đời sống của một người
bị giam cầm ở trong những cái sự rủa xả. Và vào năm 1589 thì Peter Binsfield, một tu sĩ dòng tên, đã liệt kê cụ thể 7 cái tội này như sau. Tội thứ nhất đó là tội kiêu ngạo và được thống trị bởi Lucifer. Tội thứ hai đó là tội tham lam tiền bạc, và tội lỗi này bị thống trị bởi tà linh ma môn. Tội thứ ba đó là tội dâm dục và được thống trị bởi tà linh Asmodeus. Tội thứ tư, tội nóng giận hay là tội phẫn nộ do tà linh Behemoth cai trị. Tội thứ năm đó là tội tham ăn. Tội này do tà linh Beelzebul cai trị ở trong địa ngục. Tội thứ sáu đó là tội đố kỵ, ghen ghét người khác. Tội này do tà linh Leviathan cai trị. Và tội thứ bảy đó là tội lười biếng do tà linh Benfego thống trị. Vậy thì đây là những cái điều mà các giáo phụ thời xưa họ lan truyền với nhau. Dẫu rằng những cái tội lỗi này chúng ta nhìn thấy nó không liệt kê trong Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta biết rằng là những giáo phụ họ là những người đệ tử của các sứ đồ, họ cái lời giảng dạy của họ cũng rất là đáng uy tín. Dẫu rằng những cái sự đó nó không phải được trở thành một phần trong Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta biết rằng là những giáo phụ họ là những người trụ cột ở trong hội thánh đầu tiên. Và những tội lỗi này cũng được nhắc đến trong Kinh Thánh, thưa quý mài chèm. Trước khi mà chúng ta nói về tội này thì chúng ta thấy rằng Kinh Thánh cho chúng ta biết được một sự thật. Đó là tất cả mọi người trên đất này đều là tội nhân, đúng không? Vì tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở trong Roma là 3:23. Tức là tất cả chúng ta đều là những tội nhân. Không một người nào sinh ra trên đất này mà không có tội cả. Chỉ có duy nhất một người không có tội mà Kinh Thánh chép, đó là Chúa Giêsu. Theo như truyền thống của Kitô giáo thì giáo hội Công giáo họ cho rằng là Đức Giáo Hoàng là người duy nhất không có tội ở trong giáo hội, và là Đức Giáo Hoàng vô ngộ. Nhưng mà điều này chúng ta thấy rằng là Kinh Thánh không có nhắc đến. Dĩ nhiên chúng ta vẫn tôn trọng người đứng đầu của Kitô giáo, mà chúng ta không có xúc phạm, chúng ta không có đả kích gì ông cả. Nhưng mà chúng ta xem xét ở trong lời của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng là tất cả mọi người đều là tội nhân hết, ai cũng phạm tội hết. Không phạm tội trong hành vi thì cũng phạm tội trong suy nghĩ và trong thái độ của chúng ta. Cho nên không ai là người không có tội hết, quý mà cho em. Và tất cả chúng ta đều cần có sự thương xót của Chúa để chúng ta được Chúa Ngài tha thứ và được Chúa Ngài thương xót đem vào trong nước của Ngài sau khi chúng ta qua đời. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về tội đầu tiên khiến cho đời sống của một con cái Chúa không được phước. Đó chính là tội kiêu ngạo hay là kiêu căng. Ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 18 chép rằng là sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Rồi trong Châm Ngôn đoạn 29 câu 23 chép rằng là sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống, nhưng ai có lòng khiêm nhường sẽ được tôn vinh. Chúng ta thấy rằng là cái tội đầu tiên, cái tội mà lớn nhất ở trong các loại tội mà các giáo phụ họ đã liệt kê, đó chính là tội kiêu ngạo. Và chúng ta biết rằng là nhân vật đầu tiên ở trong Kinh Thánh phạm tội kiêu ngạo đó chính là Lucifer. Chính nó là thiên sứ trưởng đã nổi loạn với Đức Chúa Trời. Nó đã tìm cách để lật đổ ngai vị của Đức Chúa Trời, nhưng mà nó đã không thực hiện được. Và trước khi mà nó bị đuổi ra khỏi thiên đàng thì nó đã kéo theo 1/3 các thiên sứ ở trong thiên đàng để mà tạo thành một thế lực chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Cho nên là ma quỷ là những thế lực rất là kiêu ngạo. Và khi mà nó cám dỗ con người để phạm tội với Đức Chúa Trời thì nó cũng lây lan cái sự kiêu ngạo đó vào trong hai người đầu tiên, đó là Adam và Eva.
đúng không? Yeah, khi mà Chúa ngài nói rằng là đừng có ăn cái trái cây đó, bởi vì các ngươi ăn vào chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà con rắn, tức là ma quỷ, nó cám dỗ họ rằng là ăn đi không chết đâu. Nhưng mà một ngày nào đó các ngươi ăn vào thì mắt mình sẽ mở ra và sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời. Như vậy thì ma quỷ nó khiến cho Adam và Eva suy nghĩ rằng là ồ, tôi có thể ngang bằng với Chúa. Và tôi không cần phải đầu phục dưới cái sự cai trị của Chúa nữa. Tôi sẽ trở nên giống Chúa ở trong cái vị trí. Và kết quả chúng ta thấy rằng là con người đã bị mắc bẫy, và sau khi phạm tội thì sự chết đã đi vào trong dòng dõi con người của chúng ta. Adam và Eva không thể nào trở thành giống như Đức Chúa Trời được. Nhưng mà ma quỷ nó đã lừa dối và khiến cho họ nghĩ rằng là mình có thể trở nên giống như Đức Chúa Trời. Và đó là cái mầm mống của sự kiêu ngạo mà ma quỷ nó đã thành công khi mà nó gieo vào trong đời sống của Adam và Eva, là tổ tông tông của loài người chúng ta. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, ngài đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu Christ, và trong Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta trở nên những con người mới. Mọi sự cũ qua đi và tất cả mọi sự rủa xả, tất cả những cái tội lỗi ở trong đời sống của chúng ta đều bị cắt đứt ngay từ cái giây phút mà chúng ta thật sự được tái sanh, được đổi mới trong ơn của Chúa. Nhưng mà là con cái Chúa, chúng ta hãy luôn luôn cẩn thận và canh giữ đời sống của chúng ta, canh giữ tấm lòng của chúng ta, bởi vì tấm lòng của chúng ta sau khi được tái sanh bởi huyết của Chúa Giêsu Christ và quyền năng của Đức Thánh Linh của ngài, thì tấm lòng của chúng ta trở nên một cái vườn Ê-đen của Chúa ở trong thuộc linh. Và trong Châm ngôn đoạn 4 câu 23 chép rằng là khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, bởi vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Tấm lòng của chúng ta phải canh chừng nó, quý mài cha. Nó phải luôn ở trong sự khiêm nhường, trong sự hạ mình, trong sự đầu phục Chúa. Chứ đừng bao giờ để cho tấm lòng của chúng ta có những ý tưởng nào đó kiêu căng, kiêu ngạo, cho rằng là tôi có thể làm được tất cả mọi sự. Nếu không có Chúa, tôi vẫn có thể làm được. Và nếu mà tôi có làm sai chăng nữa thì Chúa phải đi theo tôi, Chúa phải giải quyết tất cả những cái hậu quả mà tôi đã gây ra trong cuộc đời của tôi. Một người như vậy thì rất là khó để Chúa có thể ban phước được quyến mài cha. Nhưng thay vì như vậy, chúng ta cần phải sống ở trong sự khiêm nhường và nói với Chúa rằng Chúa ơi, ngoài Chúa ra con chẳng có phước gì hết. Con chỉ là con số 0 mà thôi, Chúa là số 1 và con là số 0. Và nếu Chúa không ban phước cho con sẽ chẳng thể nào có thể có được như ngày hôm nay. Và chúng ta thấy rằng David là một người rất là khiêm nhường. Dẫu rằng ông là một vị vua rất là vĩ đại, ông giàu có, ông có uy quyền ở trong tay của ông, và giang sơn của ông rất là lớn, nhưng mà ông vẫn ngồi ở trước hòm dưới của Chúa, ngồi bệt dưới đất, và ông nói chuyện với Chúa. Ông nói với Chúa rằng là lạy Chúa, tôi là ai? Nhà tôi, dân sự của tôi là gì mà Chúa đãi đến tôi? Quý vị thấy không, một vị vua đầy quyền lực, đầy sức mạnh, nhưng mà phải ngồi dưới đất, chứ không phải là ngồi trên ngai vàng, ngồi đối diện với cái hòm dưới của Chúa để mà nói chuyện đâu. Chú biết không, con là vua của Israel, là bây giờ con nói chuyện với Chúa như là một vị vua. Không, David vẫn ngồi đó và nói rằng là tôi là ai, dân sự tôi là gì mà Chúa đãi đến. Và chúng ta thấy rằng là tất cả những người được ơn của Chúa ở trong Kinh Thánh đều là những người khiêm nhường. Những người giàu có ở trong Kinh Thánh đều là những người khiêm nhường, quý mời chứ. Từ Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, khi mà Chúa kêu gọi họ làm một cái việc gì đó thì họ sẵn sàng, họ gác bỏ cái công việc riêng của họ qua bên và họ từ bỏ mọi thứ để làm theo cái điều mà Chúa ngài gọi họ làm. Abraham sẵn sàng để bỏ quê hương, quê hương bà con của mình để mà đi theo sự kêu gọi của Chúa. Quý vị có sẵn sàng để đi theo sự kêu gọi của Chúa khi mà Chúa kêu gọi chúng ta không? Đây là một trong những cái điều mà chúng ta phải suy gẫm cho chính mình, quý mài chèn. Đôi khi cái sự kiêu ngạo nó không nằm ở trong cái lời nói, nhưng mà cái sự kiêu ngạo nó bày tỏ trong thái độ âm thầm của chúng ta. Chúa gọi nhưng mà chúng ta cứ làm lơ, chúng ta không trả lời, nhưng mà chúng ta cứ im lặng, chúng ta cứ đi đường mình. Chúa thì cứ đi đường Chúa, con đi đường con. Và sự không vâng lời nó nói lên cái sự kiêu ngạo đó, quý mài chàng. Khi mà Chúa ngài kêu Jonah đi qua Ninive để mà rao giảng lời của Chúa,
Nhưng mà Ninive bên đây thì Jonah ông đã đi qua Tarsis. Chúa kêu qua bên đông nhưng mà ông qua bên tây. Và đang khi ông đi qua Tarsis như vậy thì bão nổi lên và con thuyền ông đi nó bị chìm. Và ông phải ăn năn với Chúa. Và Chúa ngài sắm sẵn một con cá lớn để mà nuốt Jonah vào trong bụng. Kinh Thánh dùng cái từ đó là Đức Giê-hô-va sắm sẵn một con cá lớn để nuốt Jonah. Quý vị thấy rằng là bất cứ khi nào một con người họ kiêu ngạo, họ không vâng lời Chúa, thì luôn luôn có những cái sự sửa phạt mà Chúa sắm sẵn cho họ, để cho họ ăn năn và họ trở lại với ý muốn của Chúa. Đôi khi sự kiêu ngạo nó cũng sẽ khiến cho một người trở nên bị nghèo thiếu và không được thịnh vượng. Châm ngôn đoạn 28 câu 25 trong bản dịch 2011 thì lời của Chúa chép thế này: kẻ có lòng kiêu ngạo dễ tạo ra xung khắc, nhưng người tin cậy Chúa ắt sẽ được thịnh vượng. Lời của Chúa nói rằng là cái người mà có lòng kiêu ngạo đi đâu họ cũng có thể xung đột, có thể xung khắc với những người xung quanh hết. Nhưng mà cái người có lòng tin cậy Chúa và khiêm nhường đó, người đó đi đâu cũng được thịnh vượng. Một con người khiêm nhường thì Chúa ngài rất thích ở cùng với người đó. Ngài có thể làm việc và ngài có thể sử dụng người đó để có thể chúc phước cho những người xung quanh. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 5 chép rằng là phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Một tấm lòng nhu mì cũng là một tấm lòng của sự khiêm nhường. Và trong Châm ngôn đoạn 16 câu 19 chép rằng là thà khiêm nhường mà ở với người nhu mì còn hơn là chia của cướp cùng kẻ kiêu ngạo. Vậy thì những người khiêm nhường khi họ ở chung với nhau thì cái điều đó nó còn có phước hơn là ở chung với những người kiêu ngạo mà chia của cướp. Châm ngôn đoạn 16 câu 5 bản dịch 2010 chép rằng Đức Giê-hô-va ghê tởm mọi kẻ có lòng kiêu ngạo, chắc chắn nó sẽ không tránh khỏi hình phạt. Vậy thì bất cứ một con người nào mà có tấm lòng kiêu ngạo, tự cao, quên Chúa và nói rằng Chúa là ai, tôi không biết Chúa là ai nữa, thì những người đó Chúa ngài nói rằng là ngài rất là ghê tởm. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 11 cho đến 14 lời của Chúa chép thế này: ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không giữ gìn những điều răn, mạng lệnh và luật lệ của ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Lời của Chúa nói rằng là nếu mà khi vào trong xứ mà ăn no nê rồi, có nhà tốt, nhà cao cửa đẹp, bầy bò bầy chiên được thêm lên, vàng bạc của cải tài sản tài khoản ngân hàng của mình nó dư dật rồi đó, bắt đầu mình tự cao, mình nói là bàn tay ta làm ra tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Và Chúa nói rằng là điều đó Chúa ngài không vui đâu. Đó là cái sự kiêu ngạo và chúng ta cần phải hạ mình xuống, phải nói rằng là đó là nhờ sức của Chúa ban cho và tôi mới được như vậy, nhờ Chúa ban cho hơi thở trong lỗ mũi này mà tôi mới có sức khỏe tốt để mà tôi có thể làm việc. Đó là lý do tại sao mà Đức Chúa Trời và ngài vẫn chưa ban phước cho những con cái Chúa, bởi vì có thể lắm Chúa ngài nhìn thấy ở trong lòng có họ có sự kiêu ngạo. Người đời người ta nói rằng là giàu thì đổi bạn, sang thì đổi vợ. Như vậy có phải là giàu là sai không? Giàu là tội lỗi không? Nhiều người ngày hôm nay cứ nghĩ rằng là giàu có là tội lỗi, nhưng mà tôi đọc Kinh Thánh tôi thấy rằng là Đức Chúa Trời ngài ban phước cho tổ phụ đức tin của chúng ta Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, tất cả bọn họ đều là những người giàu hết. Nếu mà chúng ta nói rằng là giàu có là tội lỗi thì Đức Chúa Trời không nên ban cái sự giàu có đó cho Abraham, không nên ban sự giàu có đó cho Isaac, Jacob, tại vì nếu mà ban cho họ nhiều quá họ sẽ sinh tật, đúng không? Đó là cái suy nghĩ của con người. Nhưng mà chúng ta biết rằng là trước khi mà Chúa ban cái sự giàu có cho Abraham, Isaac và Jacob thì tấm lòng của những con người đó đã được Chúa ngài tỉa sửa và họ đã có sẵn cái bông trái của sự khiêm nhường rồi.
Và khi Chúa đem đến cái sự giàu có thì họ không có đổi bạn, họ cũng không có đổi vợ. Ngày hôm nay có nhiều người họ chưa có được thay đổi trong lòng này quý vị, tội lỗi còn ở đây này. Khi còn ở nhà lá, nhà tranh á, cứ ngồi nhậu phía trước nhà với những hàng xóm, nói ô con nhỏ kia đẹp quá, mốt tao mà hả có xe Mercedes ha, tao mà có nhà sang, nhà cao cửa rộng, tao cua con nhỏ đó. Quý vị thấy không? Lúc nghèo người ta đã mưu tính tội ác rồi. Cho nên là khi mà giàu á quý vị, là họ có cơ hội là họ đớp ngay. Cho nên Chúa Ngài là một đấng rất là khôn ngoan, và Ngài biết được cái điều gì mà Ngài nên ban cho con cái của Ngài. Bởi vì nếu mà Chúa Ngài vội ban cho chúng ta cái sự giàu có đó, chúng ta sẽ làm hư cái sự giàu có đó, và chính mình cũng bị hư mất ở trong tội lỗi. Cho nên trước khi quý vị giàu có, tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy tra xét lòng của mình, xem con mình có tội lỗi gì không, có cái suy nghĩ gì đó không. Chẳng hạn tôi mà muốn tôi giàu rồi ha, cái thằng hàng xóm bên cạnh tôi là biết tay tôi. Tôi mà giàu rồi đó ha, rồi mọi người sẽ biết tay tôi. Quý vị ơi, cái tiếng lòng của chúng ta Chúa Ngài biết. Và nếu mà chúng ta có nói như vậy, xin Chúa Ngài cho chúng ta biết hạ xuống, để Chúa Ngài có thể tin tưởng chúng ta và trao phó chúng ta nhiều hơn. Con của chúng ta còn nhỏ, nếu mà nó chưa có đủ sức giữ được cái sự giàu có, quý vị có dám cho nó đeo vàng, đeo vòng, đeo bông tai nhiều không quý mà chen? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Tại sao vậy? Tại vì điều đó nó sẽ nguy hiểm cho con cái của chúng ta. Cho nên con cái Chúa, trước khi chúng ta được giàu có, thì Chúa Ngài biết được cái khả năng của chúng ta có thể giữ được cái điều đó hay không. Hay là khi chúng ta có sự giàu có rồi thì chính ma quỷ là kẻ thù chúng ta, nó sẽ tấn công chúng ta bởi những cái tội lỗi mà chúng ta không đủ sức để chiến thắng nó. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta và giấu chúng ta ở trong sự khiêm nhường, hạ mình và trong sự nên thánh của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Muốn tránh khỏi sự kiêu ngạo và kiêu căng, chúng ta phải tự biết rằng tôi là người có tội, tôi là người không ra chi hết. Và nếu mà tôi thật sự tôi là người tài giỏi, thì tôi phải luôn nhận biết rằng là ở trên tôi vẫn còn có người giỏi hơn tôi nữa. Phải luôn luôn nhắc nhở mình như vậy quý mài cha. Không phải là mình sống ở trong sự tự ti mặc cảm, nhưng mà mình cần phải sống ở trong sự quân bình, để chúng ta luôn luôn có được sự khiêm nhường thật sự ở trong cái nhìn của Chúa. Phaolô là một người sứ đồ hầu vị Chúa đầy ơn, và ông đã nói rằng là tôi hầu vị Chúa trong sự khiêm nhường, phải nhiều nước mắt. Trong suốt 2 năm ông ở tại Ê-phê-sô, ông đã hầu vị Chúa một cách rất là khiêm nhường. Ông không có than vãn cũng như không có đòi hỏi bất cứ cái điều gì hết, nhưng mà ông chỉ biết im lặng cầu nguyện với Chúa cho sự tiếp trợ của mình, và ông đã phải đổ rất là nhiều nước mắt ở trong sự hầu vị Chúa. Tôi thiết nghĩ rằng ngay cả người hầu vị Chúa cũng cần có sự khiêm nhường để công việc Chúa được tiếp tục phát triển và được kết quả. Không phải chỉ là tín đồ mà thôi quý mài cho em, nhưng bông trái khiêm nhường luôn luôn cần thiết ở trong đời sống của mỗi con cái Chúa, mỗi người. Dù là người tin Chúa không hầu vị Chúa, hay là người tin Chúa hầu vị Chúa, tất cả chúng ta đều cần có sự khiêm nhường, để chúng ta sẽ được ơn phước càng nhiều hơn trong đời sống của chúng ta. Amen. Do đó nếu tôi tới Chúa mà hầu vị Chúa khiêm nhường, phải nhiều nước mắt như Phaolô, và sau đó thì Chúa Ngài ban phước cho họ, Chúa cất nhắc họ lên, họ được có nhà cao cửa đẹp, họ có của cải tài sản nhiều hơn, họ đi xe hơi, đi xe Mercedes, đi xe hàng tỷ đồng. Quý vị có vui với họ không? Ủa, tại vì chúng ta đang nói Kinh Thánh mà, đúng không? Khi một người hạ mình thì Chúa ban ơn cho người đó. Bây giờ nếu mục sư mà ông hạ mình, ông khiêm nhường thật sự theo lời của Chúa, theo cái tấm gương của Phaolô, và đến kỳ thượng hiệp thì Chúa nhắc ông ấy lên, ông ấy giàu có, ông ấy bắt đầu đi xe hộp, xe sang, tài khoản hàng ngàn tỷ, đất rộng bao la. Liệu rằng có bao nhiêu con cái Chúa vui mừng với ông ấy và chúc phước cho ông ấy. Xin tiền
Công nhận quý vị rất là khôn ngoan luôn, biết ai là người có thể xin được, Dĩ nhiên khi mà Chúa ban cho nhiều thì Chúa sẽ đòi lại nhiều hơn. Một người khi có tài sản nhiều như vậy thì người ấy cần phải có một sự khôn ngoan để biết quản trị cái tài sản của mình và biết ban cho để Chúa người được vinh hiển qua tài sản của người đó. Chúng ta biết rằng là tất cả mọi của cải chúng ta có được đều là do Chúa ban cho, đúng không quý mà chị em? David đã nói rằng là tất cả những gì mà chúng tôi dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa rồi. Chúng ta chỉ là quản gia thôi quý mà chị em. Người quản gia là người quản lý tất cả những cái đồ vật và tài sản của chủ. Và khi chủ trao chúng ta cái điều gì đó thì chúng ta phải xử lý nó, sử dụng nó ở trong sự khôn ngoan. Cho nên nếu mà ai đó chúng ta giàu có thì chúng ta phải biết rằng là cái sự giàu có đó phải là thuộc về mình. Nhưng mà sự giàu có đó thuộc về Chúa. Và Chúa trao trong tay của mình là để mình có thể sử dụng nó để làm lợi ra cho vương quốc của Chúa sau này. Rồi thứ hai, tội thứ hai đó là tội tham lam. Châm ngôn đoạn 15 câu 27, lời của Chúa nói thế này: người tham lợi làm rối loạn nhà mình, còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống. Như vậy thì một người họ tham lam thì người đó sẽ đem cái linh xung đột, nó làm cho rối loạn nhà người đó. Vậy thì cái sự tham lam nó có một cái hậu quả, đó là mở cửa ra cho cái tà linh của sự xung đột, tà linh của sự nghèo thiếu. Tại sao nghèo thiếu à? Tại vì tham lam thì người ta nói là tham thì thâm, đúng không ạ? Tham thì thâm. Nếu mà tham quá có thể rơi vào trong cái chỗ đó là bị vỡ nợ và sẽ không còn có gia đình hạnh phúc nữa quý vị. Luca đoạn 12 câu 15, lời của Chúa nói thế này: Ngài phán với họ, hãy cẩn thận đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật. Vậy thì Chúa Ngài cho chúng ta có một sự nhắc nhở, đó là hãy cẩn thận đề phòng mọi thứ tham lam. Mọi thứ tham lam quý mời cha. Từ nhà cửa, đất đai, tài sản, chúng ta cần phải cẩn thận tấm lòng của chúng ta. Con cái Chúa có bao giờ tranh chấp đất đai với nhau không? Cũng có chứ. Cái câu kinh thánh này ở trong cái mạch văn của một cái câu chuyện đó là có một người họ đến và nhờ Chúa Giêsu ngoài ngài khuyên bảo rằng là: lạy Chúa, xin hãy khiến cho anh tôi chia gia tài cho tôi. Quý vị nhớ không ạ? Xin Chúa Ngài khiến cho anh của tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng mà Chúa nói rằng là hãy đề phòng mọi thứ tham lam. Và Chúa nói rằng là ta đâu có phải là quan sự kiện cho ngươi đâu. Vậy thì giữa vòng anh em con cái Chúa vẫn có những người họ kiện cáo nhau. Thậm chí họ đến với Chúa để mà xin Chúa ngày phân giải nữa. Và Chúa nói rằng là phải cẩn thận. Bởi vì tham thì thâm. Cái sự sống thuộc linh của con người á, nó không cốt tại của cải mình được dư dật. Nếu có của cải dư dật mà không có tình người, không có những người yêu quý mình ở chung quanh, ai cũng xa lánh, chán bỏ mình, thì thà không có tiền thì hơn. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải sống ở trong sự ban cho. Chúa Giêsu phán rằng là ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Đối với con cái Chúa thì sự ban cho nó đem lại phước hạnh hơn là cái sự nhận lãnh. Người tham lam làm điều trái với đức tính nhân từ của Cơ Đốc nhân. Muốn loại bỏ tánh tham lam thì Cơ Đốc nhân phải biết yêu thương người khác, sống đầy lòng nhân ái, rộng rãi và biết dâng hiến một mười một cách trung tín. Chính sự dâng hiến một mười cho Đức Chúa Trời sẽ khiến cho tấm lòng của một Cơ Đốc nhân sẽ không rơi vào trong cái bẫy của sự tham lam tiền bạc. Tại sao lại nói điều này thưa quý mài cha? Ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 8 cho đến câu 11, lời của Chúa nói rằng là người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực ở trong nhà ta. Và từ nay các ngươi kha lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở cái cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng.
Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ở đây Chúa đang nói cho những người Israel rằng là họ đã ăn trộm Đức Chúa Trời. Chúa nói là các ngươi thảy cái nước để ăn trộm của ta hết. Chúa nói rằng chúng tôi ăn trộm ở đâu? Chúng tôi đâu ăn trộm Chúa đâu. Chúa nói rằng là các ngươi ăn trộm ở trong các phần mười và trong các của dân. Ở trong bản dịch tiếng Anh á, thì dùng cái từ đó là các ngươi ăn cướp. Tại vì trước mặt Chúa đó không có sự lén lút quý mà cha. Giả sử mà một người nào đó họ quay lưng đi và một cái tên trộm đằng sau nó móc cái bóp của người đó, người đó không biết, thì đó gọi là ăn trộm. Nhưng mà một người họ đang đứng ở trước mặt như thế này, thì có một anh thanh niên chạy tới và giật cái bóp của người đó ngay trước mặt người đó. Quý vị sẽ thấy rằng là hành động đó là hành động cướp đúng không ạ? Chứ không phải là trộm nữa. Và dân Israel ngày xưa họ đã phạm cái tội đó quý mà cho em, họ dám cướp đi cái phần 10. Chúa nói rằng là một phần 10 đó là thuộc về Chúa. Trong tất cả những thu nhập của một người thì một phần 10 là thuộc về Chúa. Ngày hôm nay chúng ta đi ở ngoài chúng ta mua một món đồ nào đó thì chúng ta phải đóng thuế VAT là 10%. Chẳng hạn như bây giờ tôi mua một bịch bánh 10.000 thì tôi phải đóng thuế VAT đó là 1.000 nữa là 11.000. Bởi vì cái thuế đó thuế có thuế bắt buộc rồi. Giả sử nếu mà tôi không đóng thuế đó thì sao quý vị? Tôi đang phạm tội trốn thuế. Như vậy thì người tin Chúa chúng ta cần phải đóng thuế 1/10 cho Đức Chúa Trời một cách trung tính. Và chúng ta biết rằng là cái sự đóng 1/10 đó là nó đã xuất phát từ trước khi có luật pháp. Trước khi có Môi-se ban luật pháp cho con người của chúng ta. Đức Chúa Trời ban luật pháp cho người chúng ta qua Môi-se. Đó là trong thời của Abraham. Abraham đã dâng 1/10 cho Melchizedek đúng không ạ? Rồi đến thời của Gia-cốp, ông cũng đã hứa nguyện với Đức Chúa Trời trong Sách-ký đoạn số 28. Ông nói rằng là nếu mà Chúa cho tôi về nhà tôi bình an, cho cơm ăn áo mặc đầy đủ, thì tất cả mọi của cải của tôi, tài sản của tôi, 1/10 đó đều thuộc về Chúa hết. Ông đã hứa nguyện dâng hiến 1/10 cho Chúa nếu cuộc đời của ông được bình an và an khang thịnh vượng sau này. Vậy thì mình thấy rằng là cái sự dâng hiến 1/10 nó có trước thời luật pháp. Và cho đến bây giờ quý vị ơi, trong thời Tân Ước thì 1/10 có còn được áp dụng hay không? Theo như quý vị nghĩ rằng là trong thời Tân Ước thì Chúa có bắt chúng ta phải dâng 1/10 không ạ? Tại vì có một số người họ nói với tôi rằng mục sư ơi, luật pháp dâng hiến 1/10 là luật pháp. Nhưng mà bây giờ dâng hiến 1/10 trong thời Chúa Giêsu là không còn là luật pháp nữa, không còn bắt buộc nữa. Bỏ rồi. Nhưng mà tôi đọc ở trong Matthew đoạn 23. Matthew đoạn 23 câu số 23 cho đến câu số 24 là của Chúa nói thế này. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình. Vì các ngươi nộp 1/10 bạc hà, hồi hương và rau cần mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi cái mù dẫn đường, các ngươi lọc con rùa nhỏ mà nuốt con lạc đà. Ở đây Chúa Giêsu ngài đang trách những người Pharisee rằng là họ là những người nộp 1/10 bạc hà, hồi hương và rau cần, nhưng mà lại bỏ đi cái điều cốt lõi đó là sự yêu thương, sự thương xót và trung tín, sự công bình của Chúa ở trong cái sự dâng hiến đó. Tức là họ chỉ dâng hiến 1/10 theo cái hình thức, nhưng mà về mặt ý nghĩa và nội dung thì họ bỏ đi. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài sửa lại cho điều đó rằng là các ngươi không nên bỏ sót. Các ngươi không nên bỏ sót cái sự công chính, cái sự thương xót và trung tín. Và cũng không nên bỏ sót như điều kia là 1/10. Người Pharisee họ chỉ giữ 1/10 nhưng mà họ quên không có làm cái sự công chính, không có làm thương xót, không có làm những cái điều khác.
Nhưng mà Chúa Giêsu ngài nói rằng là phải giữ luôn cả hai. Vậy thì ở trong giai đoạn của Tân Ước thì chúng ta thấy rằng là sự dâng hiến một người vẫn được Chúa Giêsu ngài dặn phải giữ. Và nếu mà chúng ta không giữ được một phần mười, thưa quý mài chen, thì tấm lòng của chúng ta đang ở trong mức độ, ở trong một cái tình trạng rất là nguy hiểm. Đó là chúng ta tham phần mười của Chúa. Quý vị hiểu tôi đang nói không ạ? Tức là một phần mười đó là của Chúa, mà bây giờ chúng ta còn tham nữa quý mài chen, thì huống chi là chúng ta tham đồ của người khác. Điều răn thứ mười đó là gì quý vị? Người chớ tham vợ của người khác, chớ tham bầy bò, bầy chiên hoặc là bất cứ vật chi thuộc về người khác. Điều răn thứ 10 là như vậy đó, chớ tham của người. Mà để giữ được cái điều răn thứ 10 đó thì chúng ta cần phải không tham đồ của Chúa. Đồ của Chúa mà mình còn lấy được thì huống chi đồ người khác, đúng không? Đồ của Chúa mà mình còn dám lấy thì huống chi đồ người khác, mình lấy rất là dễ. Và để chúng ta có thể đắc thắng được cái tội này thì chúng ta cần phải trở lại với Chúa. Ở trong Malachi đoạn 3 đó chúng ta thấy rằng là họ đã trở lại với Chúa bằng cách đó là dâng hiến một người trở lại. Họ dâng hiến trở lại. Và cả một xứ sở, cả một dân tộc được phước là bởi vì cớ họ đã trở lại dâng hiến một phần mười cho Chúa. Tôi tin rằng là chỉ trong một thời gian ngắn thôi, nếu quý vị trung tín dâng hiến một mười cho Chúa, Đức Chúa Trời ngài sẽ mở cửa sổ trên trời của ngài ra và đổ phước xuống cho quý vị. Và quý vị sẽ không còn ở trong cái diện xóa đói giảm nghèo nữa. Và nhân đây, nếu con cái Chúa nào chúng ta đã từng có sổ hộ nghèo, tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy bỏ cái sổ hộ nghèo đó. Có một người con cái Chúa đã nói với tôi: cảm ơn Chúa mục sư ơi, trước đây em đã sống bởi đức tin và em đã khước từ cái sổ hộ nghèo. Gia đình em, từ mẹ của em và các anh chị em trong gia đình của em nói là em bị khùng hay sao mà không lấy cái sổ hộ nghèo đó. Tại vì có sổ hộ nghèo đó là mình có thể mình vay mượn của chính quyền rất là dễ dàng. Nhà nước họ sẽ tạo điều kiện cho mình là người nghèo, mình có thể mượn rất là dễ, thậm chí là lãi suất cũng thấp nữa. Cái gì mình cũng được ưu tiên hết đó, tại mình nghèo mà. Nhưng mà người anh em đã nói rằng là: cảm ơn Chúa mục sư ơi, em có đức tin và Chúa nói với em rằng là nếu mà con mà lấy cái sổ hộ nghèo đó, đó là con muôn đời con nghèo. Và người anh em đó đã không lấy cái sổ hộ nghèo quý vị. Bây giờ Chúa cho cái người đó có tới 3 chiếc xe ô tô, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, tất cả mọi thứ đều có, còn gì hơn tôi nữa. Và tôi thấy rằng là thật sự đây là một bài học thực tế. Là con cái Chúa, nếu chúng ta cứ trông đợi vào cái sổ hộ nghèo đó, chúng ta cứ ngửa trông vào trong những sự tiếp trợ khác ngoài Chúa, thì Chúa ngài sẽ không có tiếp trợ chúng ta đâu quý vị. Tại vì chúng ta chọn để cho những người họ tiếp trợ chúng ta đó, có thể chính quyền hoặc là người dân nào đó họ tiếp trợ cho mình, bởi vì mình là hộ nghèo mà. Cho nên Chúa ngài sẽ không có ra tay đâu. Nhưng mà nếu chúng ta chọn ở cùng phía với Chúa và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con tin rằng là con là người giàu có, là người được phước của Chúa. Con sẽ được Chúa ngài tiếp trợ cho đầy đủ. Chúa không bỏ đói con ngày nào hết. Chắc chắn Chúa sẽ bày tỏ sự thành tín của ngài. Cho nên hãy chọn tin cậy Chúa. Amen con quý mài chị em. Đừng tham quý mài chị em ơi, đừng có tham lam. Con người cho ít lắm nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ cho nhiều hơn. Cảm ơn Chúa. Và tội thứ ba đó là tội ghen tị. Đây là tánh ghen ghét, không yêu thương người khác vì lúc nào cũng muốn điều mà người khác có. Và khi mà thấy người khác hơn mình thì mình lại không vui. Chúa Giêsu đã từng bị những người Pharisee họ ghen ghét ngài và họ đã nộp ngài để mà giết ngài đi. Rồi trong Kinh Thánh cũng có những người họ ghen tị, như là Ê-sau đã ghen tị với em mình là Gia-cốp, bởi vì cha của ông là Isaac đã cầu nguyện chúc phước cho ông. Rồi Ra-chên cũng ghen tị với chị gái của mình vì Lê-a sinh các con trai cho Gia-cốp trong khi mà Ra-chên vẫn không có con. Ngay cả hai chị em trong gia đình với nhau mà còn ghen tị với nhau quý vị. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 30 câu 1 chép rằng là khi Ra-chên thấy mình không sinh con cho Gia-cốp
thì ghen tị với chị và nói với Gia-cốp, ông phải cho tôi có con, nếu không chắc tôi chết mất. Sáng Thế Ký đoạn 29 câu 31 chép rằng là Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sanh sản, còn ra trên lại son sẻ. Quý vị thấy lạ không? Ra trên ghét Lê-a, và Chúa ngài thấy Lê-a bị ghét như vậy thì lại cho Lê-a sanh sản. Và tôi thấy wow, Chúa cái tuyệt vời quá. Đôi khi chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta cũng bị người khác ghét. Có không quý mà chị em? Mình đàn hay hơn một chút, mình hát hay hơn một chút là có người khác ghét. Mình dẫn chương trình được ơn hơn một chút là bắt đầu có người ta dòm ngó. Nếu một sư mà ổng yêu quý mình, chúc phước cho mình, quý vị thật sự là những người rất là được phước. Nhưng mà những người khác, bạn bè mình hoặc là những người đồng lao với mình đó mà có nói gì đi chăng nữa đó quý vị, hãy bỏ ra ngoài tai nha. Cái người lãnh đạo trong thánh nói gì quan trọng hơn là bạn đồng lao của mình nói cái gì. Tôi thấy có nhiều người khi mà hầu vị Chúa một thời gian, thánh đàn đã được ơn, hướng dẫn thờ phượng đã được ơn, cái bị người này người kia nói thế là nói, thôi tôi không hầu vị Chúa nữa. Mấy người đó sao kỳ quá, chê tôi, chê này, chê kia, thôi tôi, họ ghét tôi, không có đàn nữa. Tôi thấy những người như vậy thật sự rất là non và xanh. Nếu một sư mà ông ấy có chê hoặc góp ý chúng ta đó, chúng ta hãy nghe, tiếp nhận. Nhưng mà nếu mà bạn bè chung quanh có nói cái gì, thì chúng ta hãy cậy ơn Chúa để nhổ ra khỏi lỗ tai của mình. Bởi vì chúng ta biết rằng là những cái điều đó nó không đến từ sự yêu thương, nhưng mà nó đến từ tâm lòng ghen tị của người khác. Sự ghen tị nó có thể giết chết người ta. Ở trong Gióp đoạn số 5 câu số 1, Gióp đoạn 5 câu số 1 và câu số 2, vì nỗi sầu thảm giết người ngu muội, sự đố kỵ làm chết kẻ đơn sơ. Đôi khi cái sự đố kỵ nó giết chết cái người đơn sơ. Cho nên chúng ta cần phải nhìn vào trong những gì mà Chúa ban cho mình, chứ đừng nhìn vào trong những gì người khác có rồi mình ghen tị với họ. Và hãy thỏa lòng với những gì mà Chúa ban cho mình, đừng bao giờ chúng ta đố kỵ và so bì với người khác. Cảm ơn Chúa, cơn mưa phước lành. Trời đâu có dột đâu phải không em? Rồi tội thứ tư, đó là tội ham mê ăn uống. Trong ngôn đoạn 23 câu 21, lời của Chúa nói rằng là vì mộm rượu và kẻ lấu ăn sẽ trở nên nghèo, còn kẻ ham ngủ sẽ mặc rách rưới. Sự ham ăn, ham mê ăn uống, đó là một cái tội lỗi của sự không tiết độ. Chúng ta cần phải thỏa lòng với những bữa ăn mà Chúa ngài ban cho mình một cách đạm bạc. Chứ mình đừng bao giờ mình để cho cái vị giác và khứu giác của chúng ta nó cám dỗ mình. Có những người họ liên tục họ ăn. Và ăn không có cái tiết độ quý vị. Ăn đến nỗi mà bị béo phì luôn. Hoặc là bị tiểu đường. Thì đó là cái tội. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái điều này là điều bình thường. Nhưng mà Chúa ngài cho chúng ta thấy rằng là trong lời của Chúa có những người họ nghèo là bởi vì cớ họ cứ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc là ăn uống một cách vô độ. Ăn uống bình thường ở tại nhà thì ăn ngon mặc đẹp, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà có những người họ thích là ăn mỗi khi mà có ăn đó là họ vào trong nhà hàng, họ ăn ngon tiệc tùng, và cứ thích ăn sang thừa mứa. Điều đó là một điều không tốt. Và Chúa nói rằng là những ai mà ham hay là lấu ăn như vậy đó sẽ trở nên nghèo thiếu. Vậy thì chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa ngài cho chúng ta, những ai chúng ta bị cám dỗ trong cái việc ăn uống hoặc là ăn nhậu,
Xin Chúa cho chúng ta có sự tiết độ để chúng ta sống tiết kiệm hơn. Bởi vì phung phí cũng là một tội lỗi. Amen không quý mà chị em? Ăn uống phung phí cũng là một tội lỗi. Xin Chúa cho chúng ta có một đời sống không có ham mê ăn uống, nhưng mà chúng ta chỉ ăn vừa đủ, đủ ăn đủ mặc thì phải thả lòng. Amen. Tội thứ năm đó là tội tức giận. Ở trong Ephesos đoạn 4 câu 26 lời của Chúa ở trong bản dịch năm 2011 chép như thế này: anh chị em có quyền giận nhưng không được phạm tội, đừng giận dai đến mặt trời lặn. Đây bản dịch này thì chép với chúng ta rằng là mình có quyền giận nhưng mà không được giận dai, không được phạm tội. Tại sao mình lại được quyền giận? Giả sử bây giờ mình đi ngoài đường mà gặp một cái người họ chạy ẩu, họ chạy vô luật pháp, họ quẹt phải chúng mình. Và nếu mình đang chở gia đình của mình, vợ con của mình trên xe mà gặp cái tên đó nó chạy ẩu, nó vượt mặt ẩu và té xuống đường thì ảnh hưởng đến sức khỏe của cả nhà của mình, đúng không? Có bao giờ quý vị bị như vậy rồi quý vị đứng dậy nói ô không sao đâu, ơi lát coi chút mà không sao, hay là quý vị sẽ đứng dậy binh vực cho quyền lợi của mình và gia đình của mình? Chắc chắn là mình sẽ tỏ ra cái sự nóng giận, đúng không? Mà hoặc là vợ của mình mà bị ai đó trêu ghẹo mà bây giờ nó không sao đâu em, nó ghẹo có chút mà em làm cái gì em giận chi, mình nên tha thứ theo lời của Chúa, em cứ cho nó dỗ tiếp đi, có không? Không. Chúng ta sẽ phải bày tỏ ra sự nóng giận để cho người ta biết được cái ranh giới của sự đúng và sai như thế nào. Chúng ta, đúng rồi, chúng ta có quyền giận chứ, đúng không? Giận ở trong cái lý, cái đúng của mình, chứ không phải là giận kiểu mà giận điên, giận khùng, không còn biết lý trí, không còn biết suy nghĩ cho ai hết. Thật sự chúng ta thấy nước láng giềng của mình mà lấy đi đảo Hoàng Sa hoặc là Trường Sa của mình, mình giận chứ, đúng không ạ? Cái đó là giận đúng. Chứ nếu mà ta thấy nó lấy đi hết mà mình không giận, cái đó là quý vị không phải là người yêu nước thật sự. Cho nên có những cái điều mà Chúa cho phép chúng ta giận, nhưng mà chúng ta không nên thù. Chúng ta không nên thù dai. Chúng ta đừng để cho cái sự giận dữ đó trở thành một cái tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Và khi một người họ không chịu tha thứ và giận ai đó, giận dai đến khi mà mặt trời nó lặn cả chục lần, cả trăm lần rồi mà vẫn không tha thứ, thì tà linh giận dữ nó sẽ chiếm hữu người đó. Cho nên chúng ta được phép giận, nhưng mà đừng để cho ma quỷ nó nhân dịp, quý vị. Ma quỷ nó nhân dịp, tà linh nóng giận nó sẽ cầm giữ người ta. Ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 20 lời của Chúa nói rằng là vì cơn giận của người ta không làm đến sự công bình của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần phải kiểm soát cái cơn nóng giận của chúng ta. Chúng ta phải mau nghe, chậm nói và chậm giận. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng chậm nóng giận, đúng không ạ? Ngài chậm nóng giận, cho nên chúng ta cũng cần phải là chậm nóng giận. Đừng có giận nhanh quá, quý vị. Tôi thấy có nhiều người họ giận nhanh quá, họ mất khôn. Nhưng mà cần phải chậm rãi, từ tốn để xem coi vấn đề, nguyên nhân nó tại sao, rồi chúng ta mới có một cái phương án để mình bày tỏ ra sự nóng giận của mình. Tội thứ sáu đó là tội sắc dục. Đam mê sắc dục cũng là một tội lỗi, và linh tà dâm nó sẽ kiểm soát con người nếu mà người đó sa ngã vào trong con đường sắc dục mà không chịu ăn năn và trở lại với Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 15 cho đến 18 lời của Chúa nói thế này: anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đỉ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt, còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thánh thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Lời của Chúa nói với chúng ta rõ ràng rằng là cái sự dâm dục đó, nó là một cái tội phạm đến chính thân thể của mình. Những cái tội lỗi khác thì là ở ngoài thân thể, nó dễ quên đi, dễ xử lý lắm. Nhưng mà cái tội dâm dục á, là nó phạm ở trong chính thân thể của người đó.
và người đó sẽ khó có thể nào quên được những cái tội mình đã phạm ở trong chính thân thể của mình. Và tội dâm dục này nó cũng có một cái dạng tà linh, đó là linh dâm dục. Nó sẽ hủy hoại hôn nhân của một người nếu mà người đó không chịu ăn năn và không chịu rời xa khỏi những hình thức của sự tà dâm. Và tôi để ý ở trong cuộc sống hàng ngày đó, tôi nhìn thấy được một sự thật. Đó là trước khi một cá nhân hoặc là một gia đình nào đó được phước, được giàu có, được thịnh vượng, hoặc là được nâng cấp ở trong một cái tầm mức cao hơn, thì ma quỷ thường hay sai khiến một linh tà dâm nó đánh vào trong người chồng, hoặc là đánh vào trong người vợ, hoặc là đánh vào trong gia đình đó. Nó thường hay sai những sứ giả của địa ngục đến để cám dỗ, quyến rũ gia đình đó. Nam thì nó sẽ gửi đến những hot girl chân dài tới nách, còn nữ thì nó sẽ gửi đến hot boy lông nách dài tới chân. Ủa chứ quý vị nghĩ rằng là chỉ có nam mới bị cám dỗ thôi sao? Nữ cũng bị cám dỗ nữa à? Nếu mà nó không cám dỗ được người chồng, nó sẽ cám dỗ người vợ. Cho nên chúng ta phải luôn tỉnh thức và chúng ta cần phải đề phòng cái tội này. Bởi vì ma quỷ nó biết rằng nếu một ngày nào đó mà nó có thể phá hủy được hôn nhân của người đó thì hôn nhân đó sẽ không được phước. Hôn nhân đó sẽ không thể nào được giàu có thịnh vượng được. Và tạ ơn Chúa có những gia đình họ đã vượt qua được những sự cám dỗ và họ đã được phước, được nâng cấp và đầy dẫy sự thịnh vượng. Tôi đang chia sẻ lời Chúa cho những gia đình thịnh vượng. Quý vị là những người được phước của Chúa, amen không quý vị? Hãy sống ở trong sự chính trực và trong sạch. Đừng sa đà vào trong những cái tội lỗi của sắc dục và tà dâm. Bởi vì nó luôn luôn đem lại cái sự hổ thẹn và đem lại một cái sự định tội, mắc cỡ, xấu hổ sau này. Cho nên Chúa ngài muốn chúng ta sống ở trong sự vinh hiển của Chúa, sống ở trong sự giàu có thật sự của Chúa, để chúng ta có thể đi đâu, chúng ta làm gì chúng ta cũng không phải cúi đầu xuống và chúng ta mắc cỡ với những người khác. Nhưng mà chúng ta có thể ngẩng cao đầu lên và tự hào rằng là ồ, Chúa là đấng đã ban phước cho tôi, cho gia đình của tôi. Tôi là người giàu có, tôi là người thịnh vượng để những người xung quanh tôi sẽ được phước sau này. Amen. Hãy cầu nguyện cho chính mình, hãy cầu nguyện cho vợ, cho chồng, cho con cái của chúng ta, để cái tội sắc dục này, tội đam mê sắc dục này nó sẽ không ảnh hưởng trên họ. Amen. Và tội cuối cùng đó là tội lười biếng. Châm ngôn đoạn 19 Châm ngôn đoạn 19 câu số 15, lời của Chúa nói thế này: sự biếng nhác làm cho ngủ mê, và linh hồn trễ nải sẽ bị đói khát. Vậy thì cái sự biếng nhác cũng là một trong những cái nguyên nhân khiến cho một người họ không thể được phước. Thiếu thốn, nghèo thiếu. Truyền đạo đoạn số 10 câu 18 chép rằng là tại tay làm biếng nên rường nhà sụp tập, tại tay nhát nhớn nên nhà dột. Có những khi nhà cửa, tài sản của chúng ta nó bị suy yếu là bởi vì cớ chúng ta không chịu khó làm ăn. Chúng ta không chịu khó để chúng ta kiếm thêm cơ hội để mình có thể có thêm một cái thu nhập nào đó để phụ giúp gia đình của mình, để sửa sang lại cái ngôi nhà của mình, hoặc là để cải thiện cuộc sống của chúng ta. Tôi khích lệ những bạn trẻ, những ai chúng ta chưa có công ăn việc làm ổn định, tôi khích lệ các bạn chúng ta cần phải cầu nguyện xin Chúa cho mình có công ăn việc làm ổn định. Và thanh niên chúng ta cần phải có một cái nghề. Khi mà tôi cưới vợ đó, thì lúc đó tôi đã bắt đầu tôi hầu việc Chúa rồi. Và khi tôi cưới vợ thì gia đình bên vợ của tôi hỏi tôi rằng là thế con có nghề ngỗng gì không? Thì tôi nói rằng dạ có chứ mẹ. Con có tiếng Anh nè, con có thể đi dạy tiếng Anh bất cứ lúc nào. Đó là cái nghề tay trái của tôi. Tôi có thể dạy tiếng Việt cho người nước ngoài nữa. Nhưng mà sau này thì khi mà tôi cưới xong thì công việc Chúa nhiều quá, tôi không có thời gian để mà tôi đi dạy. Chứ nếu mà tôi đi dạy đó là tôi cũng có tiền. Nhưng mà Chúa ngài muốn cho tôi có một cái đời sống hầu vì Chúa trọn thời gian. Và tạ ơn Chúa rằng từ thời gian đó cho đến bây giờ thì tôi vẫn cứ chăm lo cho công việc nhà Chúa, chứ không có đi làm ở ngoài thêm. Hiện tại thì vợ tôi vẫn đang đi làm thêm ở ngoài.
để cải thiện cuộc sống và để cho mấy đứa nhỏ nó có tiền ăn học. Nhưng mà tôi đang chia sẻ về cái điều này để cho chúng ta thấy rằng là dù là hầu vì Chúa thì chúng tôi vẫn luôn luôn phải siêng năng, chứ chúng tôi không bao giờ làm biếng hết. Có một số người suy nghĩ rằng là mấy người hầu vì Chúa này sướng quá, không có đi làm vất vả như tôi. Tôi là sáng là tôi buôn bán là 5 giờ sáng tôi dậy rồi tôi chuẩn bị nồi nước lèo rồi thịt thà này kia hết bán tới chiều. Tôi vất vả lắm, mấy mục sư ở nhà sướng. Tôi xin hỏi quý vị rằng là bây giờ tôi cho quý vị giảng một ngày Chủ nhật ha, giảng một bài thôi. Quý vị soạn bài giảng trong vòng một tuần lễ ha, tuần sau giảng thế cho tôi. Có ai dám không? Thậm chí có người cho luôn cả thời gian là một tháng để chuẩn bị bài giảng. Vẫn không được quý mài chị em. Người không có ơn giảng dạy, họ thấy rằng là cái việc mà chuẩn bị bài giảng đó là một cực hình đối với họ. Nếu mà không muốn nói là quá khó. Tôi nhớ vợ tôi khi mà chuẩn bị thi giảng để mà tốt nghiệp trường thánh đó. Bởi vì trong trường thánh là mấy chục người đều phải chuẩn bị một bài giảng để mà giảng tốt nghiệp. Thì đến khi mà vợ tôi chuẩn bị đó là hơn một tháng chuẩn bị bài giảng. Quý vị biết rằng là trong tháng đó vợ tôi xúc bao nhiêu ký không? Gần 4 kg. Một bài giảng mà mất 4 kg để gọi là chuyên tâm để mà soạn bài. Tôi nói vợ tôi là nếu mà một bài giảng mà em mất 4 kg như vậy, em giảng giống như anh một tháng là chắc là bay hết 20 kg quá. Bởi vì cái việc giảng dạy đó là một trong những cái điều mà thuộc linh chứ không phải là thuộc thể quý vị. Và nếu Chúa không ban ơn cho là không ai có thể giảng dạy nổi. Rất là căng thẳng và rất là mệt mỏi nếu chúng ta phải tự mình suy nghĩ ra những gì mình phải giảng. Cho nên là mục sư không bao giờ là dễ đâu quý vị. Có những khi mà Chúa ban cho tôi có cái khả năng đó là giảng trong vòng, chuẩn bị bài giảng trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi. Tức là người ta có cái lịch gì đó thay đổi, người ta điện cho tôi nói mục sư Tuấn ơi, bây giờ nhờ mục sư Tuấn giảng thế cho mục sư kia, ông mục sư kia ông bận, còn 1 tiếng nữa thôi tới chương trình rồi. Và thế là tôi phải vào phòng Zoom để mà tôi chia sẻ liền. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ phải chuẩn bị bài giảng đó. Nếu mà có ai trong hội thánh mà có cái khả năng chuẩn bị bài giảng nhanh như vậy đó, có thể liên hệ với tôi để giúp đỡ tôi trong công việc giảng dạy, được không quý vị? Được. Chú thấy rằng là hầu vì Chúa thấy đơn giản như vậy đó, nhưng mà thật sự không hề đơn giản đâu. Đó là cái ơn. Amen. Amen. Dù rằng là cái sự giảng dạy lời Chúa, soạn bài giảng đó là cái ơn, nhưng mà nếu không siêng năng đọc lời của Chúa, không siêng năng nghiên cứu tìm tòi để mà soạn bài thì cũng không có tươi mới được quý vị. Cho nên là người hầu vì Chúa cần phải siêng năng để đổi mới tâm linh của mình trước hết, và sau đó thì đổi mới luôn cả những sứ điệp, những bài giảng của mình. Đây là một trong những cái điều mà tôi chia sẻ ra để cho quý vị thấy rằng là ngay cả mục sư cũng phải có sự siêng năng. Tín đồ chúng ta cũng nên có sự siêng năng quý vị. Dù rằng trời mưa, thời tiết trong những ngày này, buổi chiều Chủ nhật là lúc nào cũng mưa hết. Sáng Chủ nhật thì ở khu vực này nắng ráo đẹp đẽ lắm, nhưng mà đến chiều nó mưa đúng ngay lúc 3-4 giờ là cái giờ nhóm nữa. Nếu quý vị không siêng năng đi nhóm, chắc chắn quý vị sẽ dễ bị cám dỗ lắm, đúng không? Mà lười đi nhóm rồi nha, thì nó sẽ dẫn đến cái việc đó là lười đọc Kinh Thánh. Mà lười đọc Kinh Thánh nó sẽ dẫn đến cái chỗ đó là lười cầu nguyện. Và cái gì nó cũng lười rồi tâm linh của mình nó cũng trở nên nặng nề và mệt mỏi. Xin Chúa chúng ta đắc thắng được cái sự lười biếng để chúng ta trỗi dậy và chúng ta trở thành những con người siêng năng ở trong vương quốc của Chúa.
Ở trong Roma đoạn 12 câu 11 chép rằng là hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu vì Chúa. Một người đã được Chúa Ngài kêu gọi, được Chúa Ngài khai sáng cho tấm lòng của mình biết rằng là mình là người được Chúa Ngài cứu bằng huyết của Ngài, thì chúng ta cần phải siêng năng sốt sắng để phục vụ Chúa, báo đáp lại những ơn lành mà Chúa ban cho mình. Quý vị nợ, tôi và chúng ta, mỗi người chúng ta đều nợ Chúa một cuộc đời, đúng không ạ? Chúa Giêsu đã vì chết cho chúng ta để chúng ta được sống. Và chúng ta sống có phải là chúng ta làm biếng, chúng ta không làm gì hết. Nhưng mà chúng ta sống là để sống cho Chúa, sống là để chúng ta phục vụ Chúa. Đi truyền giáo hoặc là phục vụ chăm sóc, chứng đạo, thâm viếng. Và trong nhà của Chúa thiếu công việc gì, thiếu người nào làm cái công việc gì, thì xin Chúa cho chúng ta luôn sẵn lòng để chúng ta đứng vào trong vị trí đó, làm cái công việc đó. Không cần phải đợi ai nhắc nhở hết. Nhưng mà nếu chúng ta có một tâm tình muốn hầu vị Chúa, chắc chắn Chúa sẽ cho chúng ta có cơ hội để chúng ta hầu vị Chúa. Gần đây Chúa Ngài dạy tôi một điều rằng là từ nhỏ tôi bị dạy sai. Tôi bị dạy sai đó là giả sử tôi vào trong lớp thấy cái đàn này nó bị vứt xuống sàn nhà. Thì giả sử tôi là người lớp trưởng, tôi sợi ai là cái người để cho cái đàn này nằm ở dưới nhà, ai là người gây ra cái điều này. Đó là cái điều mà tôi được dạy từ nhỏ. Nhưng mà khi sau này Chúa thay đổi tôi, giả sử nếu tôi thấy cái đàn này mới nằm ở dưới sàn nhà và không ai dựng nó lên hết, tôi sẽ là cái người đầu tiên tôi dựng nó lên. Chứ tôi không có để nó nằm ở đó, đợi mọi người đông đủ hết rồi tôi đến tôi hỏi, bây giờ ai là cái người đã để cái đàn này như thế này. Đó là trong cái môi trường giáo dục mà ngày xưa tôi đã từng bị dạy như vậy đó. Là con cái Chúa chúng ta cần phải được thay đổi quý mà trẻ em ơi. Chúng ta không phải là những công an để chúng ta điều tra tội phạm, nhưng mà chúng ta là những người yêu thương nhau để mà giúp đỡ lẫn nhau. Được không quý mà trẻ em? Và hội thánh của Chúa đang cần cái điều gì để được gây dựng, thì chúng ta phải là cái người chúng ta làm điều đó. Không cần ai nhắc nhở, không cần ai đốc thúc chúng ta cả. Nếu thấy ai đó cần mình để chở đến hội thánh, thì chúng ta hãy nhanh tay để chúng ta xung phong trở thành người chở người đó đến hội thánh của Chúa, được không ạ? Khi chúng ta phục vụ Chúa như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ được phước rất là nhiều, và chúng ta sẽ không có bị dính vào trong cái tội lười biếng. Cảm ơn Chúa. Và cuối cùng đó là chúng ta có 7 cái tội trọng này, thì chúng ta hãy ăn năn 7 cái tội trọng này. Thứ nhất đó là chúng ta cần phải khiêm nhường và đừng kiêu ngạo. Thứ hai đó là hãy rộng rãi và đừng có hà tiện. Rộng rãi trong sự dâng hiến một phần mười, rộng rãi trong sự ban phát và ban cho những người xung quanh. Thứ ba, hãy giữ mình sạch sẽ và chớ đam mê sắc dục. Thứ tư, hãy nhịn nhục, đừng có hờn giận. Thứ năm, hãy kiên bớt và chớ mê uống. Thứ sáu, hãy yêu thương người khác và đừng ghen ghét họ. Và thứ bảy, hãy siêng năng việc của Đức Chúa Trời và chớ làm biếng. Amen. Và xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện trong giờ phút này. Xin Chúa Ngài thương xót và cho chúng ta được sự cáo trách bởi Thánh Linh của Chúa qua lời của Ngài buổi chiều hôm nay, để chúng ta ăn năn và thay đổi, và chúng ta sẽ không để cho bất cứ một tội lỗi nào trong đời sống của chúng ta nó trở thành một cái nguyên nhân khiến cho đời sống tâm linh của chúng ta bị chây lười, bị u lì trong những ngày vừa qua. Và chúng ta sẽ thay đổi để chúng ta tiếp tục tiến lên trong ơn của Chúa, trong sự sức giàu, trong sự sốt sắng, trong sự nóng cháy, yêu mến Chúa như lúc ban đầu. Hallelujah. Ê-sai đoạn 1 câu 18 chép rằng là Đức Giê-hô-va phán, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ cho nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ cho nên trắng như lồng chiên. Ê-sai đoạn 44 câu 22 chép rằng là ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi. Lạy Chúa yêu dấu chúng con, giờ phút này chúng con cầu nguyện theo lời của Chúa. Chúa ơi, chúng con đứng ở trước lời của Ngài, chúng con nghe lời của Chúa, chúng con tra xét lại đời sống của chúng con, thì chúng con thấy rằng chính mình vẫn còn thiếu sót rất là nhiều theo lời của Chúa. Chúa ơi, chúng con vẫn chưa có sự khiêm nhường hạ mình đủ, chúng con vẫn chưa có một sự rộng rãi trong sự dâng hiến ban cho nhà Chúa, chúng con vẫn chưa có một sự đắc thắng được những ý tưởng dâm dục, chúng con vẫn chưa có một sự nhịn nhục đủ để chúng con có thể tha thứ cho những người xung quanh chúng con. Chúng con vẫn còn đam mê ăn uống, vẫn còn ghen tị, đố kỵ những người xung quanh và chây lười công việc nhà Chúa.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót và tha thứ cho chúng con, để chúng con được trở nên những tín đồ nóng cháy, sốt sắng và kết quả cho Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, Ngài cứu chúng con là bởi vì Ngài muốn chúng con phục vụ Ngài, muốn chúng con có thể đóng góp vào trong công việc nhà Chúa ở trên đất này. Xin Chúa giúp cho chúng con mỗi ngày được tiếp tục tiến lên trong ơn của Chúa, đắc thắng được những tội lỗi này. Và chúng con sẽ thấy được cuộc đời của chúng con càng ngày càng được phước, càng ngày càng được đi lên, và chúng con được giàu có, được thịnh vượng. Thứ nhất là cho gia đình của chúng con, thứ hai đó là cho vương quốc của Chúa ở trong hội thánh của Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa dùng mỗi cuộc đời của chúng con như là những ngọn đuốc sáng để chiếu soi cho cộng đồng xung quanh chúng con, để những người xung quanh của chúng con thấy được sự giàu có, thịnh vượng, thấy được sự tăng trưởng thuộc linh của chúng con, thấy được đời sống của chúng con được biến đổi, thì họ sẽ biết đến Chúa của chúng con là ai, và danh của Ngài được vinh hiển trên đời sống của chúng con. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con là những tín hữu lâu năm, chúng con cũng kinh nghiệm được phước hạnh của Ngài ở trong tài chánh. Chúng con đột phá được ở trong tài chánh của chúng con khi chúng con dâng hiến cho công việc nhà Ngài một cách rời rộng. Xin Chúa Ngài quý phá đi tất cả những cái linh của sự nghèo thiếu, những linh của sự đói kém khiến chúng con bị nợ nần, khiến chúng con bị túng quẫn trong những ngày vừa qua. Trong danh Chúa Jesus Christ, những tà linh nghèo thiếu này nó phải rời xa khỏi từng người chúng con, nó phải rời xa khỏi cuộc đời của ông bà chị em con, trong danh Chúa Jesus Christ, để chúng con không còn bị nợ nần, nghèo thiếu, không còn bị thiếu thốn ở trong những cái nhu cầu sinh hoạt của chúng con. Lạy Chúa, xin tiếp trợ chúng con ở trong ơn của Ngài, để chúng con không phải thiếu thốn, không phải bị xíu có, nhưng Chúa là đấng sẽ tiếp trợ. Chúa Ngài sẽ ban ơn đúng lúc để chúng con không bị kiệt quệ và không bị bế tắc. Còn cảm ơn Chúa vì Ngài là cánh cửa cơ hội cho chúng con. Ngài là câu trả lời cho mọi nhu cầu của chúng con, từ trong sức khỏe cho đến tài chánh, công an việc làm của chúng con, gia đình của chúng con. Lạy Chúa, xin ban phước cho tất cả những gì thuộc về chúng con, để chúng con thấy rằng khi chúng con nhờ cậy Chúa thì Ngài có sự ban phước một cách rõ ràng. Để những người xung quanh của chúng con, họ sẽ thấy rằng quả thật chúng con có Ngài ở cùng với chúng con. Họ thấy được rõ ràng có sự hiện diện của Đức Chúa Trời là một điều khác biệt trên đời sống của chúng con, Chúa ơi. Và chúng con không còn là những người cũ nữa, nhưng mà chúng con đều là những người mới trong Chúa. Đời sống tâm linh của chúng con được đổi thay, và tài chánh của chúng con, gia đình, công ăn việc làm của chúng con cũng được thay đổi ở trong ơn của Chúa nữa. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước và giúp đỡ chúng con, để chúng con đã thắng được những tội lỗi này, và chúng con được trở thành những con người mạnh mẽ, đầy ơn và kết quả cho Ngài trong những ngày tới. Còn cảm ơn Chúa, và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.